quý vị các bạn trở lại với Quang Trung quý bạn. Thì nói về cố nghệ sĩ Chí Tài thì các bạn biết rằng là gần đây rầm rộ các tay anh chị YouTuber, các tay anh chị nói chính trị cũng đề cập vô cái vấn đề của cố nghệ sĩ Chí Tài. Và đặc biệt là các bạn, là gần đây thì các bạn biết là Duy Nguyễn thì là cũng là một cái người mà rầm rộ nhất. Sau đó thì các bạn biết là anh Quốc Võ, anh Ta Dũng Taylor, rồi lung tung hết với các bạn, ai cũng lên tiếng. Thì hôm nay các bạn, là vừa qua thì anh Quốc Võ và anh Dũng Taylor thì nói về cái chuyện đạo đức xã hội. Trước đó thì Duy Nguyễn cũng nói về những cái việc mà chỉ trích và lăng mạ chị Phương Loan, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài. Thì các bạn, là sau đó các bạn, từ cái video này nó cũng 2 ngày rồi, cho nên mình lên hơi trễ, mình cũng không có thời gian. Các bạn, là hôm nay cái video này mình có trích đoạn ra cái video này. Các bạn, là hai người này là chuyên môn nói chính trị. Thì các bạn, vừa qua mình có nhắc tới cái anh John McBride, tức là cái anh ở Việt Nam họ gọi là John Rực Rỡ đó, cùng Duy Nguyễn và Hùng Chọc cũng hay nói xấu Việt Kiều, đại khái là nói phản, chống lại những cái người phản động, chống lại những cái người mà chống cộng ở nước ngoài đó. Thì các bạn, là chống cộng phản động chính trị Việt Nam thì các bạn, là bao nhiêu năm nay thì nó cũng là vẫn vậy. Một người thì chống cộng, người thì chống phản động, thì hai người đấu đá nhau các bạn là 45 năm rồi. Mình sống ở đây cũng hơn 30 năm thì mình thấy là cái những cái này nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Đặc biệt là vào những năm đầu 90, thì các bạn, là những năm đầu 90 thì lúc đó là mạng xã hội ở xứ Mỹ họ mới bắt đầu phát triển. Cũng như các bạn biết là AOL, IRC chat, tức là Internet Relay Chat. Nếu mà các bạn ở cái thời đó, cái thời mà năm xưa mà đầu 90 đó, thì các bạn biết cái thời đó nó còn có Windows 386 vân vân các bạn. Cái thời đó thì lúc đó họ đã có những cái internet đó. Sau này thì các bạn biết là nó có PowerTalk đại khái. Thì các bạn, cho tới bây giờ thì internet và mạng xã hội nó phát triển mạnh mẽ, và người ta dùng mạng xã hội để người ta nói về quan điểm chính trị đại khái vân vân trong và ngoài nước, cộng đồng Việt Nam mình đó. Thì cái vụ mà chống cộng, cái vụ mà chính trị cộng sản, cộng hòa hay là Việt Nam cộng hòa thì nó bao nhiêu năm rồi. Thì các bạn, là nói tới nghệ sĩ Chí Tài thì các bạn, mình không hiểu hồi đó có nghệ sĩ Chí Tài, ảnh lúc ảnh còn sống, mình biết á, anh có nghệ sĩ Chí Tài lâu lắm rồi và cũng rất rất là thích nói chuyện, nói thật ra là rất 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 là thích hơn là Hoài Linh nữa đó, mình nói thật. Nhưng mà mình không có nêu ra, mình không lên tiếng, mình thích ở trong lòng. Thì đúng ra thì lúc mà còn sống, những cái năm đầu tiên của nghệ sĩ Chí Tài diễn hài kịch, và sau này thì các bạn, là gần đây có nghệ sĩ Chí Tài về Việt Nam thì cái danh tiếng của nghệ sĩ Chí Tài được nổi bật hơn, nhưng mà nó cũng không phải là nổi lắm. Nhưng mà gần đây nữa đó, sau đó khi mà cố nghệ sĩ Tài ra đi đó, thì nó càng nổi hơn. Nó ngộ lắm, có nhiều người lúc còn sống không nổi, chết rồi mới nổi. Thì cố nghệ sĩ Tài, ở đây mình không có nói mỉa mai gì, đây là mình nói theo cái gì mình thấy. Thì hôm nay các bạn, là hai người này á, là có cái tên là John McBride, và cái người này chắc quý các bạn ai cũng biết, cái người này là có một cái số lượng view và fan mạnh nhất, cứng nhất và nổi tiếng nhất trong cái lĩnh vực mà nói chính trị và chống cộng, tức là xét ra những cái người mà nói về chính trị, nó chống cộng đó, đại khái là chống cộng phản động đó. Thì cái tên cái anh này là tên là Trương Quốc Huy. Thì nói tới Trương Quốc Huy, anh là Mùi TV thì ai cũng biết cả. Ở xứ Mỹ này thì chắc ai cũng biết, đừng nói ở xứ Mỹ không, mà người trong nước ai cũng biết. Thì các bạn, là hai người này có lên có nói về cái vụ Duy Nguyễn vừa rồi, thì các bạn, là đại khái là cái vấn đề ở đây mình lên tiếng là nó như vậy nè. Ở đây mình lên tiếng để mình nói một vài lời cho những nghệ sĩ hài, diễn viên, ca sĩ trong nước. Bởi vì hai người này lên làm cái video 2 ngày trước, thì hai người này chỉ trích những ca sĩ, diễn viên và đặc biệt là danh hài. Thì trong đó hai người này có đề cập tới Duy Nguyễn và cố nghệ sĩ Chí Tài, thì cũng là cái vụ mà Duy Nguyễn chỉ trích vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài những cái lời mà không hay và những cái lời mà không nên nói.
Thì các bạn mình cập nhật tí xíu Duy Nguyễn hôm nay thì các bạn là gần đây 2 ngày nay thì Duy Nguyễn có những cái video lên xin lỗi các bạn ở ở miền Tây, ở Rạch Giá, rồi ở Kiên Giang, Đà Khái vân vân, thì không hiểu sao thì sau cái ngày mà các nghệ sĩ kéo tới rầm rộ đó thì Duy Nguyễn thay đổi. Mình cũng có lên vài cái video và có nhiều người lắm, nhiều người lên video lắm, thì các bạn là trong và ngoài nước thì ai ai cũng thì bây giờ Duy Nguyễn cũng đã nổi tiếng luôn rồi, thì không hiểu sao thì hồi sáng nay và ngày hôm qua, buổi sáng nay nè, anh ta cũng mới lên cái video nữa, anh ta xin lỗi Kiên Giang, xin lỗi những cái MC, xin lỗi những cái lời mà anh ta đã nói và đã xúc phạm những cái người 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 đó. Thì không hiểu sao thì các bạn, như mình cũng đã nói, thì nếu mà anh ta làm như vậy thôi mình cũng tha thứ đi. Tại vì các bạn ngã Phật thì từ bi hỷ xả, thì mình nên theo cái đó. Hồi đó người ta như thế nào, bây giờ người ta sửa lỗi người ta ấy thì thôi mình bỏ qua. Ở đây mình không có binh. Ở đây là theo cái đạo lý thì là đúng là như vậy, mình hãy nên nên tha thứ thì cũng không nên nói tới. Và những cái video chỉ trích này thì theo mình thấy cũng nên hạn chế và cũng cũng không có nên nói nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy được cái 2 cái video này, mình sẽ cho quý vị coi cái video này, mình sẽ gài vô 2 cái, mình sẽ em vô 2 cái một lượt để cho quý vị coi, để cho đỡ tốn cái thời gian của quý vị các bạn, và mình cũng sẽ tóm tắt. Thì đó là 2 người này nói chung là một người chống cộng, một người chống phản động, hai người, một người kêu là những cái nghệ sĩ này hãy nên tới, hãy đừng, không có nên kéo tới cái cơ sở của Duy Nguyễn mà làm lầm rộn như vậy, vì nó không có đáng. Duy Nguyễn là một một người vô danh tiểu tốt, đại khái vân vân, còn một người kia thì nói là tại sao không không kéo tới những cái nhà hay là những cái người mà phản động đó mà đập phá, mà kéo tới cơ sở của Duy Nguyễn làm gì. Thì anh Trương Quốc Hy á, anh mà người TV, thì anh nói tại sao không không kéo tới cơ sở hay là những cái nhà chính phủ đồ này kia, kéo tới cái cơ quan chính phủ, đặc biệt là có một lời nói cho GrabBuy, lời nói cho những người bị tịch thu đất, đại khái vân vân. Thì ở đây để mình cho quý vị bạn coi cái video xong rồi mình nói tiếp. Các bạn, đây là cái video. Thấy không? Tôi đưa lên cái chuyện này không phải tôi nói, nhân cái chuyện này để tôi nhắc lại cái người mà bây giờ tiếp tục á, nếu mà trong thời gian tới quý vị kéo đi, kéo đi, kéo tới trụ sở thuế để binh vực cho với GrabBuy. Thấy không? GrabBuy là bây giờ là bị đánh thuế như vậy, vừa rồi là mấy người chạy xe Grab là bị tăng thuế như vậy, hỗ trợ cho GrabBuy. Ok, binh vực cho bà con Thủ Thiêm. Ok. Thấy không? Ok, tôi đưa như vậy á, để cho quý vị thấy á, nếu mà cái lực lượng mà nghệ sĩ á, mà chịu tham gia vô dính vấn đề chính trị xã hội ở ở Việt Nam á, thay đổi đất nước mạnh nhanh lắm. Thấy không? Tôi khoái. Vừa rồi kéo đến nhà ông Duy Nguyễn tôi mừng quá, đúng rồi đó. Xã hội bây giờ phải cần phải lên án như vậy. Nhưng mà bây giờ nè, ngày mai cái mình lên mình ủng hộ cho GrabBuy nè. Ok, để yêu cầu thủ tướng đừng có tăng thuế 10%, tội nghiệp người ta lắm. Ta chạy không đã ôm khổ, tội nghiệp. Ok, bây giờ năm hết Tết đến, chuẩn bị Noel rồi, chuẩn bị Christmas, chuẩn bị Giáng sinh rồi. Mình bây giờ yêu cầu thành phố kéo trước trụ sở ủy ban thành phố. Ngày mai kêu hiệp sĩ Nguyễn Trinh nè, kêu ca sĩ, nghệ sĩ gì nổi tiếng, ông Hoàng nhạc pop, nhạc rock gì đó, kéo quân đi lên trên đó, yêu cầu phải hỏi cho ra lẽ tại sao người dân Thủ Thiêm đến bây giờ mấy đời chủ tịch rồi không mất đất mất nhà ở ngoài Hà Nội, mình kéo luôn tập trung trước trụ sở Quốc hội ơi, tại sao bây giờ đến mùa này bà con vẫn chưa được trả nhà trả đất, tội nghiệp người ta lắm. Đụng chạm cái lời nói thôi, cái lời nói thôi, ok, xúc phạm cái lời nói người đã khuất mặt thì đến xin lỗi đó. Những thằng phản động thôi, sao mày không lên, nó sừng sừng hổ hổ đi, ba má tụi mày chết á, tụi mày có làm được như vậy không? Tao đéo binh thằng nào hết, cái chuyện sai là tao nói, tao biết cái chuyện, ok, xúc phạm tới anh Chí Tài, cái đó là ok, cái đó là quá 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 quá, cái chuyện đó là quá, nhưng cái chuyện đó là đối với lại cái chuyện gia đình anh Chí Tài. Còn những cái fan hâm mộ á, tỉnh giùm tôi cái nè, dành cái sức đó ra, dành cái sức mà đi tới đòi đánh thằng Duy Nguyễn với đập phá Duy Nguyễn, tới những cái nơi mà những thằng mà nó chửi Bác Hồ, giống như là cái đám tụi bay đứng lên tụi bay chửi Bác Hồ, cái đám nó chửi Bác Hồ đó, giống như thằng Hoàng Duy Hùng rồi đó,
tụi bay ủng hộ Hoàng Duy Hùng, mà trong khi đó thằng Hoàng Duy Hùng nó chửi Bác Hồ, nó xuyên tạc đất nước, nó về nó đánh phá đất nước, sao tụi bay đéo lên tiếng? Tụi bay là cái gì? Tụi bay đứng hơn cái chức quyền của bác Nguyễn Phú Trọng bây giờ hả? Tụi bay tự ra lệnh tụi bay lên thì phải đập phá tiệm của ta hả? Tụi bay có ngon á, tụi bay đi qua nước ngoài, tụi bay có tiền nhiều á, tụi bay qua nước ngoài nè, tụi bay đập phá lại những tụi mà đám mà những đứa mà nó đánh phá những người Việt Nam nè, những thằng mà nó đánh phá về đất nước Việt Nam nè, tụi bay làm được như vậy không? Sao tụi bay không chửi những thằng mà nó xuyên tạc, nó chửi Bác Hồ đó, lên chửi nó đi tụi bay. Trong đám này tao nói cho mày nghe nè, chuyên chửi Bác Hồ nè, A Khuyêu Nguyễn nè, Đào Minh Quân nè, những vị không có những vị lãnh tụ như vậy đó, làm sao có chúng mày tới bây giờ? Vâng, tôi khuyến mời cho em đó là cái video. Thì các bạn đang thấy đó, một bên đó là chống phá nhà nước, một bên đó thì binh vực nhà nước. Thì các bạn, những người này á, là họ chính trị, thì ở đây á, là ok về quan điểm chính trị, mình không xí vô, mỗi người mỗi quan điểm. Người họ như là anh John McBride, anh là một người yêu nước, anh yêu Bác Hồ. Tại sao những cái ca sĩ nghệ sĩ đó thay vì đi tới đập phá tiệm cơ sở của Duy Nguyễn, tại sao không kéo tới hoặc là đi tới những cái người mà phản động chống cộng, chửi rủa Bác Hồ? Thì cái đó là cái quan điểm của ảnh. Thì anh Trương Quốc Hy, N10 TV thì ảnh cũng vậy, ảnh cũng chỉ trách quý bạn là hai người này là ở đây mình nói chút xíu về cái mặt chính trị của hai người này, nhưng mà cái tư tưởng và cái mục đích của hai người này là chỉ trích những anh chị nghệ sĩ, những anh chị danh hài. Cái video của hai người nó rất là dài, ở đây mình cắt ra một khúc để cho quý vị các bạn thấy được là mình đang nói cái đề tài gì. Thì họ chỉ trích những nghệ sĩ, thì anh chú của em nói tại sao không những anh chị nghệ sĩ đó, anh Nguyễn Sinh, Nguyễn Bầm, Cát Tường, Cát Vi, cái gì đó trong giới nghệ sĩ hài đó, tại sao không kéo tới cơ sở, cơ quan của chính phủ và nói lên những cái sự oan ức của người dân, cũng giống như là các bạn là đất Thủ Thiêm, đất này đất nọ, dân oan vân vân. Rồi các bạn gần đây thì chính phủ đòi tăng thuế 10% cho GrabBuy, những cái người mà các bạn có cái dịch vụ mà chuyên chở đó. Thì bên một thì đại khái là về mặt chính trị thì bên nó cũng có lý đó. Ở đây mình không có nói về mặt chính trị, ở đây mình nói về là hai người này cũng đều một cái tư tưởng và một cái mục đích lên video và chỉ trích các tay anh chị nghệ sĩ hài liên quan tới có nghệ sĩ Chí Tài và Duy Nguyễn. Thì như mình đã nói, Duy Nguyễn gần đây không hiểu sao đổi tính giống như là từ cái người mà như vậy mà đổi sang cái người mà hiền lương, mà các bạn là một trời một vực, giống như là trở tay vậy đó. Thì cái đó là mình cũng mừng cho anh Duy Nguyễn thôi. Mình lên đó, cái gì đó, cái nào đúng cái nào sai thì mình nói. Thì như anh John McBride, mình cũng nói, tức là anh nói anh không có bên ai, thì mình đây mình cũng không bên ai. Mình thấy cái gì sai, mình thấy cái gì, bởi vì bất cứ người nào chăng nữa, người nào cũng có một cái sơ hở, người nào cũng có một cái sai và cái lỗi lầm. Ở đây mình nói không phải là mình nói là cái gì, mình cũng đôi khi mình có nói cái sai nữa, chứ không phải là không. Cho nên là cái lý do tại sao trong các cái video mình hay nói là nobody is perfect, tức là không ai mà hoàn mỹ hết, ai cũng có nói một lời sai hay là gì. Thì khi mà người thay người ta xin lỗi. Còn cái vấn đề mà những fan hâm mộ, fan cứng, fan cuồng có nghệ sĩ Chí Tài và các anh chị nghệ sĩ kéo tới thì cái chuyện đó là nó không có dính dáng gì tới chính trị. Ở đây mình muốn nói một lời cho các tay anh chị nghệ sĩ. Bởi vì là hai người này muốn, tại sao, tức là hai người này nói chung là gì nè, xúc phạm tới cố nghệ sĩ Chí Tài, cái đó là không có đúng. Đây là anh bên cái video anh John nói. Nhưng mà cái vấn đề mà kéo tới cơ sở của Duy Nguyễn, cái đó càng không đúng, bởi vì cái đó là nó liên quan tới chuyện gia đình của cố nghệ sĩ Chí Tài. Thì các bạn, là cái vấn đề như vậy, cố nghệ sĩ Chí Tài là một người công chúng, public figure và celebrity. Cái chuyện mà fan hâm mộ hoặc là các nghệ sĩ binh nhau đó là cái chuyện bình thường thôi, họ không có liên quan tới chị, và họ cũng không có cần phải làm chính trị, và họ cũng không có cần phải xía vô cái chuyện chính trị. Bởi vì mỗi người trong xã hội này họ có một cái lĩnh vực khác nhau, nghề nghiệp, bất cứ cái gì, và cái tư tưởng họ khác nhau. Họ là danh hài chứ không phải là họ là dân nói chính trị, hoặc là dân mà làm chính trị, hoặc là chính trị gia gì. Thì không có mắc mới, họ cũng không có nên
ở đây mình nói hai người luôn, anh Trương Quốc Hy và anh John McBride, không có nên lôi họ vào chính trị. Các bạn là ở trên đời này có nhiều người họ cũng không thích chính trị, họ có nhiều người họ nói về quan điểm chính trị, tức là những cái quan điểm mà nó họ thấy là không đúng họ lên họ nói. Rồi cái người mà yêu nước hoặc là không yêu nước gì, phản động hay không phản động gì, ở đây mình nói chung là cũng là người Việt Nam cả, Bắc Trung Nam đều là người Việt. Ở đây mình nói thật, mình lên bất thí dụ như bây giờ chính phủ ở trong nước họ làm gì đó mà tổn thất cho người dân hay gì đó thì mình góp ý, thì cái đó là chuyện như thế, chứ không phải là cái gì mà phản động hay là chửi Bác Hồ. Ở đây mình nói có một số người chống cộng cực đoan họ đem Bác Hồ ra, thì cái đó đúng, họ xuyên tạc đúng. Thì ở bên Việt Nam hoặc là những cái người như John McBride thì họ cũng như vậy thôi. Bởi vì họ cho là các bạn nó vô lý một cái là những cái người Việt Nam Cộng Hòa, mình là người con cháu Việt Nam Cộng Hòa đấy, mình con cháu Việt Nam Cộng Hòa, mình treo cờ Việt Nam Hòa, đó là chuyện bình thường. Bởi vì cái cờ ba que, cái cờ ba sọc đó từ thời xưa đó, các bạn nên hiểu rằng đó là ở miền Bắc họ cũng treo cái cờ đó, cái thời Pháp trở về cái thời xưa đó. Thì cái chuyện đó chuyện bình thường, không phải là treo cờ ba que là có ý nghĩa là phản động, phải không? Phải ai treo cờ ba que là phản động hay là gì, hoặc là ai lên nói chuyện về đất nước hay là góp ý cho đất nước trong nước, trong và ngoài nước đó, thì không phải là, không có nghĩa là họ phản động. Bởi vì họ có nhiều người họ hiểu biết về một cái phía cạnh nào đó, họ góp ý thôi. Người thông minh người vĩ đại đó, thì họ nên đó là nhận những cái ý kiến đó để xây dựng đất nước mới tiến triển. Bởi vì các bạn là các bạn nên nhớ, các bạn đừng có giống như là cực đoan quá. Bởi vì thế giới, mình phải nên học thế giới cũng học mình cũng học thế giới. Gần đây các bạn biết không, ở trong trường bên Mỹ nha, ở trong trường bên đây nha, họ nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. Cái đó mình nói thật, thì ai đi học thì ai, những người đi học mà ai cũng biết hết. Ở bên Canada cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy. Có trường khi mà học về lịch sử, về đại khái là các bạn mà và có con em mà họ học về trong quân sự đó, họ sẽ nói về chiến tranh Việt Nam. Họ đang nghiên cứu tại sao quá là Việt Nam đánh giặc Pháp, đánh giặc Mỹ. Họ nghiên cứu. Cháu mình đi học này, nó về nó cứ hỏi, ủa chiến tranh Việt Nam mà ông đó là sao, ông kia là sao, ông Hồ Chí Minh là sao, ông Võ Nguyên Giáp là sao, tại sao trong trường họ nói về những người đó. Thì mình hiểu, mình đi trước, mình biết về những cái lịch sử đó thì mình dạy lại cho cháu mình. Cho nên là các bạn là ở đây mình nói là những tay anh chị nghệ sĩ họ không có liên quan gì tới chính trị, cũng đừng có nên lôi họ vào chính trị. Bây giờ cái chuyện của anh Huy thì hai người này cũng nó có lý, chứ không phải là không. Mình không chê ai và mình cũng không binh ai, nhưng mà cái sai của hai người này á, cái mà vô lý của hai người này, nói có lý về mặt chính trị nhưng mà về mặt đời sống xã hội á, là nó vô lý. Tại sao là mình nói là vô lý? Bởi vì á, tay anh chị nghệ sĩ, các nghệ sĩ danh hài đồ này kia đó, họ không có liên quan gì tới chính trị thì đừng nên lôi họ vào chính trị. Chính trị là có nhiều người thích và nhiều người không thích. Mình đừng có bắt người ta, mình đừng có bắt buộc người ta. Mình có không có quyền gì mà mình buộc người ta phải theo mình nói chính trị, hoặc là đại khái là coi kênh của mình hay này kia. Cái chuyện đó, bây giờ nói về cái chuyện câu view, thằng nào cũng câu view đó. Mình thằng nào cũng câu view, mình cũng câu view nè. Đúng, mình bỏ những cái video này lên mình câu view. Thiệt, mình câu view đó. Mình chấp nhận mình câu view. Kênh mình nhỏ. Các bạn là nó có nhiều cái vấn đề, đại khái là bây giờ Việt Nam làm YouTube với nhau thì không hỗ trợ cho nhau thì thôi, cũng đừng có chỉ trích nhau. Tức là hai người này cùng nói một cái mục đích và cái tư tưởng y chang nhau, là làm như vậy là đối, tức là họ cho rằng là nghệ sĩ ca sĩ làm như vậy giống như là đối xử với một cái cách cư xử như là giang hồ. Không phải, không có giang hồ ở đây. Mình nói là anh Nguyễn Sinh với cái anh gì đó cao cao đó, từ gì đó là anh Hoàng Mèo, họ làm như vậy là họ bức xúc. Là tại sao mình giải thích trong cái video kia, họ bức xúc là cái lý do là các bạn biết là nhân viên của Duy Nguyễn có thách thức những người này thì họ tới họ thách thức lại, chứ không có cái gì mà giang hồ gì hết á. Bây giờ cái chuyện mà các bác công an tới dẹp trật tự các bạn là cái chuyện mà tụ tập hay không tụ tập nó cũng không có là cái vấn đề gì.
các bạn mà coi nguyên cái video của Trương Quốc Huy, cái video đó và nguyên cái video của anh John McRae thì các bạn hiểu. Bởi vì khi mà những người ca sĩ, các bạn nên nhớ rằng những người ca sĩ, nghệ sĩ làm như vậy, tức là tới cơ sở của, của Duy Nguyễn tụ tập như vậy là họ đã đăng ký rồi. Tại sao họ đăng ký? Họ đăng ký thì công an phường dẹp trật tự, những cái người mà đi tới để dẹp trật tự đó, họ mới đến. Họ đã báo cáo công an, họ đã xin phép công an và họ đã đăng ký. Thì ở bên nước ngoài cũng vậy, khi các bạn đi biểu tình, tụ tập gì thì các bạn cũng phải báo cho cái cảnh sát địa phương ở đó. Thì nó giống như Việt Nam thôi, còn cái chuyện tụ tập hay không tụ tập, cái vấn đề mà ôn dịch hay không ôn dịch đó, thì các bạn ở Việt Nam thì cái ôn dịch nó cũng không đến đổi. Nghệ sĩ với nghệ sĩ bên nhau là cái chuyện đó, cái chuyện bình thường. Nghệ sĩ với nghệ sĩ lên tiếng nhau là cái chuyện đó, chuyện bình thường. Fan cuồng, fan cứng của cố nghệ sĩ Chí Tài bên nhau, thương tâm ảnh, thương tâm chị Phương Loan, thì cái đó là cái chuyện bình thường. Ở đây là cái chuyện đời sống xã hội, nhân cách và đạo đức con người, chứ không có nói về đời sống trong cái lĩnh vực chính trị, kinh tế. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái chính trị á, nhiều người họ rất là thích, họ cho là họ là một người chính trị, họ lên YouTube đại khái, họ lên báo, lên bài viết này kia, họ viết những cái bài viết trên Facebook, nói những cái video trên YouTube, Instagram hay là gì đó, họ cho họ làm nhà chính trị gia. Không phải đâu, không phải đâu. Chẳng qua những cái người đó cho dù nhà báo hay là chính trị mà nói hay hay nói dở nữa, đó là những cái người mà quan điểm chính trị họ lên, họ tỏ ra một cái quan điểm về cái chính trị nào đó thôi, chứ họ cũng chả có phải là người chính trị hay là người nói chính trị hoặc là cái gì kia. Mình thấy bên đây các bạn biết á, mình không bên ai ở đây, mình thấy hai người này nói những cái lời bất bình cho các tay anh chị nghệ sĩ và các fan của cố nghệ sĩ Chí Tài, cho nên mình mới lên tiếng thôi. Mình thấy là những cái người các bạn chống cộng hay là phản động hay là chống phản động, thì những cái người này họ lên, họ có nhiều người học chúng ta đây lắm. John McRae thì theo về những cái video mà anh nói, từ John McRae ha, mình coi lâu rồi ha, anh ông nội John này là mình biết ông này á các bạn. Cũng có nhiều người không biết John McRae là ai. Ông nội này á, ông là cụ của đặc nhiệm FBI đó, cảnh sát, cụ cảnh sát Mỹ đó, cụ đặc nhiệm của FBI đó, đừng phải giỡn đó. Ông này ông nói có lý thiệt, nhưng mà ông hơi chửi thề tiếp tục thôi. Thì bên Trương Quốc Huy thì các bạn mình chắc mình cũng khỏi giải thích Trương Quốc Huy. Quốc Huy thì chắc cũng có rất là nhiều người biết rồi, nhưng mà bên anh John McRae thì chắc cũng chưa bao nhiêu người biết đâu. Cụ đặc nhiệm FBI đó, ông nội cho này, ông cao 1m9, con lai, ông nói có lý, cũng có lý, nhưng mà có cái là ông chửi quá, và cái lý của ông là ông binh vực cho Đảng Cộng sản Việt Nam, binh vực cho Bác Hồ, binh vực cho các quan chức và các lãnh đạo ở Việt Nam. Còn bên ông Trương Quốc Huy thì chống lại, chửi những cái người lãnh tụ, lãnh đạo. Và thì các bạn là, thì đó như mình nói đó, là những cái người mà lên mà nói chính trị đó, đại khái là đập, không phải là chính trị cái gì đâu. Cái sai của họ đây là họ lôi những cái tay anh chị nghệ sĩ vô cái chính trị, thì cái đó là không, hoàn toàn không đúng. Nó không có liên quan gì tới đời sống xã hội, nhân cách. Và các bạn là trong cái nghề, trong cái nền điện ảnh, nó không có, điện ảnh nó khác, chính trị nó khác. Có nhiều người họ không chính trị, bởi vì chính trị nó đâu có liên quan gì tới anh tay anh chị Hài, và cũng đâu có liên quan gì tới cái vụ mà Duy Nguyễn với là anh có nghệ sĩ Chí Tài đâu. Thằng Duy nó lên nó nói là cái vụ mà đưa xác qua đưa xác về thôi, nhưng mà hai người này là lên coi thấy cái vụ mà các bạn là ngày hôm sau đó, cái ngày mà mình ra cái video xong mấy tiếng hồ sau là các tay anh chị nghệ sĩ Nguyễn Sinh rồi mấy anh chị kéo tới đó, thì hai người này cũng lên cái video luôn. Rồi cái ông kia đó, tại vì cái ông John McRae này, ông lên video trước, ông nói tại sao không kéo tới những cái thằng mà phản động, có tiền thì đi qua mua vé bay qua nước ngoài nè, chửi mấy cái thằng mà phản động, chửi mấy cái thằng xuyên tạc đất nước nè. Thì cái ông Huy này, ông coi cái video này, ông mới lên, ông đẩy lại, phải không, có qua có lại mới toại lần nhau. Ông nói ủa
Tại sao á, là những cái người nghệ sĩ đó không kéo tới cơ sở chính phủ á để nói, để có một lời nói cho những cái dân oan, cho những cái dân mà bị mất đất mất đai, Đồng Tâm rồi Lộc Phú Lộc Hưng cái gì đó, rồi các người mà những người mà chạy Grab đó, cái vụ mà tăng tiền thuế đó, tại sao không làm như vậy mà đi kéo tới cái một cái người vô danh tiểu tốt Duy Nguyễn, cơ sở của anh ta, và đại khái là dằn mặt anh ta theo một cái cách giang hồ. Ở đây mình nói một lần nữa là không, cái này không phải là danh hồ giang hồ gì hết á. Chỉ các Phượng nè và những người trong đó luôn, họ tới họ nói một cái cách lịch sự, một cái họ cũng đã đăng ký và cũng đã mời cảnh sát địa phương, công an phường tham gia để giữ trật tự. Những cái điều đó là đúng theo pháp luật Việt Nam. Đồng thời á, các bạn mà coi cái video mình thì cái anh công an đó anh nói rõ ràng là không được tụ tập, nếu tụ tập mà đại khái là mất trật tự đó thì sẽ bị phạt theo, bị phạt hành chính theo bộ luật của chính phủ. Trong cái video anh công an nói rõ ràng, thì mình thấy được 2-3 cái video của YouTuber Việt Nam họ quay, họ bỏ lên á, thì mình thấy là cũng không có bị kẹt xe, cũng không bị tụ tập, không gì hết. Tại vì những người công an đó, những người nhà chức trách đó, họ tới họ làm, các bạn, họ dẹp đường đồ này kia, trật tự đồ đàng hoàng, chứ không có cái gì mà sai phạm pháp luật cả. Thì cho nên cũng không có nói mà các nghệ sĩ làm vậy là như kiểu giang hồ, không có tuân theo pháp luật. Họ tới họ nói chuyện rõ ràng, ok, họ không có nói gì mà kiểu giang hồ. Rồi đồng thời cho 2 cuốn sách giáo khoa nữa, thì đó quý vị các bạn cũng đã biết. Cho nên đừng có nói họ là không nên làm, cái chuyện mà không nên làm cũng không phải chuyện của 2 người này. Ở đây mình nói thẳng luôn, Trương Quốc Khi và John McRae, cái chuyện của 2 người này chính trị thì đó là cái chuyện chính trị của 2 người, nó không có liên quan tới về cái chuyện mà ca nghệ sĩ. Nếu mà nó có liên quan tới cái chuyện mà ca nghệ sĩ hay là cái show đó nó như thế nào đó thì ok. Không lẽ bây giờ là người ta là đi người ta, bây giờ cái kỹ năng, ok, mỗi người họ có một cái tiềm năng, cái potential. Người thì thích nói chính trị, người thì chuyên môn nói chính trị thời sự, người thì thích ca nhạc, thích hài. Đó là cái kỹ năng, cái tiềm năng của người ta. Tự nhiên bây giờ là người ta đang đóng hài, kêu người ta đi lên nói chính trị hả? Ủa? Nó vô lý vậy. Vậy 2 người có hiểu như vậy không? Từ Phi là nó như vậy nè. Từ Phi là một cái nhóm đấu tranh chống cộng phản động hay là chống phản động gì đó, mình không cần biết. Mà tự nhiên mà lôi tới, chạy tới nhà của Duy Nguyễn mà làm như vậy thì 2 người mới có quyền lên tiếng chỉ trích và trách móc. Bởi vì là cái nhóm đó là cái nhóm chính trị, tại sao phải xía vô cái chuyện của Duy Nguyễn và Chí Tài? Chuyện đó là cái chuyện mà văn nghệ, nghệ sĩ, ca sĩ, showbiz. Bởi vì những ca sĩ, nghệ sĩ này họ có quyền, Nguyễn Sinh, Nguyễn Bằng cái gì đó, là cái trách nhiệm của họ, họ là như vậy. Bây giờ cái công việc của họ là như vậy, họ không thích chính trị. Thì họ làm vậy cũng đâu có sai, các anh chị làm vậy cũng đâu có sai, các anh chị nghệ sĩ làm vậy đâu có sai. Mình nói vậy đúng không? Họ không phải là những người đấu tranh hoặc là chính trị. Ok, họ cũng chả là chính trị gia gì hết rồi, họ cũng phải là chả là quan chức nhà nước gì hết á. Cũng chả là đảng viên gì cả. Họ là ca nghệ sĩ thì cái gì nó dính dáng, tức là nó related. Ok, nó dính dáng tới, nó liên quan tới mà về ca nghệ sĩ thì họ lên tiếng, cái đó là cái chuyện đúng. Ca nghệ sĩ cái bữa đó kéo tới nhà và kéo tới cơ sở của Duy Nguyễn, các tay anh chị nghệ sĩ làm vậy là đúng và hợp tình hợp lý. Mình thấy cái một bài báo cũng lên chỉ trích, chắc bài báo này coi video của John McRae hay là ông nội Trung Quốc Huy này đây lên chỉ trích, nó đâu có liên quan gì tới chính trị. Ủa, bây giờ Duy Nguyễn, ok, Duy Nguyễn là kênh kênh phản biện,
Duy Nguyễn lên phản biện, mà phản biện không đúng thì người ta lên tiếng, người ta tới, người ta cảnh cáo, nói chuyện bình thường thôi. Đâu phải là ca nghệ sĩ đó là một cái nhóm chính trị, một cái nhóm activities, tức là một cái nhóm mà tranh đấu hoạt động cái gì đâu. Mà người ta hoạt động là có hoạt động về ca nghệ sĩ mà. Nó đâu có liên quan gì tới chính trị. Tự nhiên cái kêu ca nghệ sĩ đi tới cơ quan nhà nước chống phá nhà nước, kêu là đừng có tăng thuế hay là trả đất lại cho dân, hoặc là kêu các ca nghệ sĩ đó tới những cái thằng mà nó phản động chống cộng, chửi Bác Hồ xuyên tạc đất nước, chửi mấy thằng đó còn hơn chửi thằng Duy. Ủa, nó có mắc mớ gì đâu, nó có liên quan gì đâu. Tại vì người ta là ca nghệ sĩ chứ không phải là chính trị gia, không phải là những người đấu tranh, những người mà họ cho là đấu tranh. Ở đây mình thấy đấu tranh đấu cái gì đâu, toàn là lên nói gì không à, không biết. Mình nói thật, ở đây mình nói mình không có mỉa mai cái gì hết, mà mình thấy một số người đó không biết có học ở Mỹ bao giờ chưa, không biết có hiểu những cái đạo luật quốc hội, những cái đạo luật mà này kia không. Bởi vì khi mà lên một chính trị gia, khi mà nói một cái gì đó hoặc là cái quan điểm chính trị nó at least, tức là ít nhất cũng phải có học ở đây thì mới có tư cách mà nói về chính trị ở đây. Hoặc là các bạn là những người mà họ tham gia giống như đảng viên hay là bộ chính trị đại khái vân vân thì có quyền nói. Ở đây mình thấy là những người này á, họ lên họ chửi thôi chứ chính trị cái gì. Lên chửi nhau thôi, bên kia chửi tại sao mày chửi Bác Hồ, tại sao mày chống cộng, bên kia nói mày bò đỏ, mày cộng sản, mày phản bưng bô rồi này kia lung tung, hai bên cứ chửi nhau hoài, chửi nhau như vậy 40 năm rồi các bạn. Mình thấy mình cũng chán đó. Các bạn nên biết rằng là có một số người họ mượn cái danh của Việt Nam Cộng Hòa mình để họ lấy cái đó để họ chửi, họ nói. Mà những cái người họ chửi họ nói đó không biết gia đình họ có đi lính hay không, có hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam không. Chứ gia đình mình là 3-4 người thôi, mình còn giấy tờ luôn, còn hình còn giấy tờ luôn. Nhưng mà bây giờ là những cái chiến tranh, những cái thương tâm đó nó cũng đã qua rồi. Ở đây mình không nói, nhưng mình vẫn góp ý trong nước, lâu lâu mà nó có cái gì đó mình vẫn góp ý chứ không phải là không. Nhưng mà đó không có nghĩa là mình là một người là chống phá hay là xuyên tạc hoặc là phản bội lại nhân dân trong nước, tức là người dân tộc Việt Nam. Mình không phản bội người dân tộc Việt Nam, mình nói bất cứ cái gì là nói cho dân tộc Việt Nam mình. Vâng, thưa quý bạn cho em đó là cái tin hôm nay, cuối tuần chúc quý bạn cho em có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.